thằng bé này nhìn nó ghê ghê gớm mà hiền ghê gớm mà thử cười cái anh xem nào <laughs> đấy mỗi tội là mỗi tội là cái rồi ôi đừng có mà tin bắt 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 ờ, tổ, 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 tôi 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 tổ, nào từ tổ, tổ. Tổ, Mình tĩnh, tôi bình tĩnh chị ơi, thích ơi. Mà em có làm gì đâu đừng, đừng có làm em là hết không? sức bình tĩnh em mới trước trước khi bắt thằng này thì em xin phép anh chị em ở đây nếu ai có cái gì thì cất nhanh khẩn trương cho em chứ không chỉ một giây thôi là nó thó ngay khẩn trương không không em đi ra đây gì ai cho mày đứng ở đây chị hết sức bình mày 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 đi ra đây mày nhảy đồ đúng không đúng không không em đã nhảy được cái gì đâu em từ nay rồi kiểm tra xem có mất cái gì không sao lắm em chưa chưa nhảy được cái gì đúng không đây nhưng đây... mà có ý định nhảy cái gì trong đầu không ờ không thế chắc không thế thế ra đây em gì em tại sao mày ở đây em được nhà đài mời lên để mày đừng có điêu cứ thật... mày làm sao mà ai mời mày ra đây để, để làm gì ừ chị cứ làm như lúc nào đầu óc em đẹp tối như chị ấy thật chưa thật đây này đồng hồ của anh vẫn còn đây này thật. điện thoại đây, điện thoại thấy vẫn còn chưa, thấy chưa Nó <laughs> <Đó cười> đã tia <tê cười> được cái đồng hồ rồi thấy <laughs> chưa <chơi. cười> thật chưa <anh>? thật <laughs> hề đi nhá em em chỉ nghĩ xấu thì em có làm xấu đâu ờ ừ, vật này đi đến cái hành trình cuối cùng rồi đấy khán giả là người ta đang yêu lắm rồi đấy, đấy đừng em có mà để cho người ta quay xe đấy nhá vâng em hoàn lương rồi thì bây giờ mình phải hoàn lương bởi vì là cuộc đời vẫn đẹp sao mà mọi ừ. người luôn yêu thương em chắc, chắc chưa chắc à. chắc chưa đập tay ok yeah. <laughs> chị Thanh Hương Chồng nghỉ lắm Đổi vẫn ghi cái gì nữa Tập cuối rồi Thưa quý vị khán giả thân mến Chúng ta đang đến với cuộc giao lưu ờ Trong uh, trước khi mà cái tập cuối cùng Bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Sẽ được chiếu trên sóng VTV Vào buổi tối ngày hôm nay Hai diễn viên Những người đã góp phần Làm nên những thành công của bộ phim Trong thời gian vừa qua Chị Thanh Hương và bạn Tuấn Anh Đã có mặt ở đây rồi Xin chào tất cả mọi người ạ Xin <laughs> chào à, tất cả mọi người quý vị khán giả Sai đã co à, nha, tươi <laughs> quá là sai nha Hôm nay tập cuối là phải buồn, chia tay khán giả tập cuối rồi không không, like, buồn. Không, không buồn, Mình không? mình vui nhưng mà vừa vui vừa, vừa buồn. <laughs> okay. Vui bởi vì là khán giả yêu mình nhưng buồn bởi vì hôm nay tập cuối rồi. <laughs> Thôi đừng hỏi thế được khóc bây giờ đây này. Nào nói một câu buồn buồn đi nào. Rồi <laughs> ơi, xong nghỉ lâm <là> môn quá. <laughs> Đó là một trong những cái chi tiết ở tập cuối cùng đúng không? Mà khán giả đang rất là chờ đợi một uh, cái đám cưới. Hay quá, thả tim thả tim thả tim. <laughs> ok, hôm nay tập cuối rồi. Hôm nay tập cuối rồi, chắc là sẽ có rất nhiều những cảm xúc đấy. Bây giờ mình giao lưu nghiêm túc nha chắc chắn chưa vâng chắc chắn. ok chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc nào nói một điều gì đó về cảm xúc của mình nhìn lại uh, hành trình trong uh, suốt những ngày vừa qua này suốt những tập vừa qua này khán giả yêu ơi là yêu mình lên sóng thích ơi là thích cảm xúc bây giờ ra sao À, xin phép um, xin vâng, phép chị mọi người ơi, à, thôi. Bị hỏi lại chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Thật sự là ừ. hôm nay uh, đã Thanh Hương rất là cố gắng để uh, giữ cho mình cái tinh thế, uh, một, một cái tâm thế tức là nó mạnh mẽ nhất, nó bản lĩnh nhất để khi mà đối diện với quý vị khán giả ngày hôm nay thì sẽ chỉ là những tiếng cười thôi. Nhưng thực sự khi mà Sơn Lâm hỏi Thanh Hương lại rất là xúc động bởi vì uh, hôm nay chúng ta cũng đã đi đến cái tập cuối cùng rồi và Hương không biết nói gì hơn ngoài uh, một cái lời cảm ơn tri ân chân thành sâu sắc nhất của tất cả ekip đoàn phim. Cuộc đời vẫn đẹp sao à, Nhờ có quý vị khán giả Đấy là cái động lực rất là lớn Để chúng tôi có thể cố gắng hơn nữa à, Chúng tôi uh, cống hiến hơn nữa Chúng tôi lan xả hơn nữa Hy sinh nhiều hơn nữa Hương không thấy mệt mỏi đâu quý vị ạ à. Nếu cho tôi bốc vác khoảng sáu 7 tháng nữa vẫn ok Và và thực sự là chỉ một lời động viên Một lời khen quý vị thôi Chúng tôi đã cảm thấy rất là ấm lòng rồi à, Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều Tất anh Bây giờ em thấy Nương nư nào Em thấy là uh, mọi người đừng chê là, là em lười đánh răng nữa. <laughs> <Đúng không? cười> đó em, hôm nay không thấy cái răng là trắng bóng đúng luôn. Nào nào, hai OK cảm xúc này cảm xúc tập cuối này cảm xúc tập cuối này thực sự là đến tập cuối rồi và tất cả những tình yêu của khán giả từ lúc mà phim chưa lên sóng cho đến lúc ngày hôm nay là đến tập cuối rồi thực sự là em cũng không biết nói gì chỉ cảm ơn khán giả rất là nhiều chỉ biết cảm ơn khán giả rất nhiều em ấy không ngại khó không ngại khổ đâu anh em ấy không biết cái gì là em ấy sẽ hỏi mọi người và chính vì cái sự gọi là nhiệt huyết đó và cái sự lăn xả đó nên là những nghệ sĩ mà đã đi trước như là hương thì hoàn toàn rất là yêu và chỉ cho em rất là nhiều những cái mà mình mình biết thế mới thấy là công tác uh, cast tức là cast diễn viên ấy tuyển diễn viên ấy của của VFC là toàn những người chuyên nghiệp đến mức như thế nào đúng không? Đạo Trời diễn rồi là um, biên kịch cả à? Em dạ. không biết là tại vì em không trong nghề em không biết. Nhưng mà rõ ràng đúng không? Nhìn một con người như thế này. Trời ơi, bốc ở hoặc, hoặc cũng có thể là chính mình là người nhầm. Hoặc cũng có thể chính mình ở bên cạnh nhưng mà mình cũng là người nhầm mình không hiểu. Đây mới là con người thật. Hoặc là bát mới là con người thật thì mình cũng không rõ. Tôi đến cách à? Em cũng không hiểu. Rồi cuối cùng, Cuối, có cuối lẽ cô... là khuôn mặt hợp vai trước dạ. hết ừ. là phải nói về ngoại hình đã phải làm cái ngoại hình rất là hợp vai thì um, đạo diễn với tin tưởng và yên tâm để giao cho vai và sau đó thì kết hợp với cái điều đó là diễn diễn xuất thì sẽ tạo nên nhân vật của Tuấn Anh công nhận nhìn bình thường là nó hiền Chứ mà nó bắt đầu cười một cái làm thế nó đều liền trời ơi nó đều, đều liền chứ trời ơi trời 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 ơi nước chồng chưa nhưng mà <laughs> nói thật là bất kể một một diễn một 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 vai diễn nào ấy đối với cá nhân thanh hương trong phim đều rất là vai không hiểu sao hương yeah. nghĩ vậy đấy là cả ý kiến khách quan chị, thôi mình thì thôi mình để cho các <laughs> bạn nhận xét chứ mình không dám nhận xét về mình th à, nhưng mà từ từ anh lưu anh hoàng hải này u quý thì quá tuyệt vời đẳng cấp rồi rồi tuấn anh này rồi um, việt hoàng này rồi uh, um, gì nhỉ phương nga rồi ai cũng rất là vai chị hòa rồi cúc Cả mọi người như là Donny đóng dậy cho, cho cho cái vai đó thế cho nên bộ phim này nó mới đang có được một cái cái làn sóng yêu thương rất là lớn từ quý vị khán giả em nghĩ là uh, cái cái tình cảm người ta dành cho bộ phim tức là người ta dành cho rất các diễn viên tuyệt vời viên. khán giả tuyệt vời đó lắm. và và cái đó là cái mà chúng ta là những người nghệ sĩ rất là muốn cảm ơn khán giả dạ, làm ăn không thương. lo làm ăn suốt ngày tụ tập đàn đúm mấy thằng kia ra bốc đi ứ ừ hết cả chợ tôi kia kìa này ông là chủ và anh chỉ biết bốc lọc chỉ cái ta thôi anh nhìn kỹ lại xem hôm nay là ngày vui nhà người ta nếu mồm cứ to ngoặc rồi <laughs> xem qua vài hình ảnh là mình thấy ngay tập cuối này có một cái ký là vui ngoài ra còn gì có thể bật mí theo không à chị hương và tuấn anh thân mến bí bật bí bật bí à, còn hay nữa không chỉ vui à, à. có cái kết nào bất ngờ à mà làm cho khán giả giật mình không em 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 xin bật mí một chút là sẽ có nhiều sự đáng yêu thực sự rất rất đáng yêu nữa chứ không phải nhiều mà quý vị cứ chờ đợi tập tối nay sẽ có cả sự bất ngờ đó hương nghĩ rằng làm uh, cái vui thì khán giả xem phần uh, phần uh, uh, trước trước khi mà phát thì quý vị cũng đoán đoán được rồi nhưng mà hương cũng có thể dùng một cái từ gọi là nó sẽ bùng nổ về về uh -huh. niềm vui hương uh -huh. nghĩ thế nói thêm được cái gì về hai từ đám cưới không? đám cưới thì mọi người nhìn là mọi người biết là có đám cưới rồi. thì đám cưới thì ừ. sẽ có hai người. là ừ. đám cưới sẽ có hai người rồi xung quanh cái đám cưới thì cũng phải có tiền. có tiền thì mới lo được đám cưới. thế nhưng mà nhắc đến tiền thì có nhắc người ta nhắc đến cái món nợ nữa. thì bây giờ thì nó sẽ có thêm một chút nợ nữa. rồi có thêm cái gì đó nữa thì rất là nhiều xung quanh mọi cái thứ này nó đây. logic với nhau và cuối cùng là nó, nó được giải quyết à, à, và kiểu gì thì cũng sẽ được giải quyết còn nếu không được giải quyết thì chúng ta sẽ chờ phần hai phần hai <laughs> 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 à, câu chuyện là oh có sợ. thể có đấy nha ấy um, um, um. tuột 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 lời đấy, thì đấy, đấy, đấy tôi tôi vừa mới nói qua qua một cái gì đó đấy quý vị tập trung chú ý vào cái phần đấy tôi chỉ nói thế thôi <laughs> đáng để chờ đợi đúng không quý vị thân mến <laughs> <laughs> tôi nghĩ là nhiều khán giả sẽ sẽ sẽ, sẽ rất là đặt câu có hỏi về, về chuyện này, sẽ này sẽ có phần hai thì sao đúng có thể có thì sao đúng không chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi ok đấy là luyến lươn vừa nói <laughs> ok đấy, tùy quý vị thôi <laughs> ừ. và hương chỉ muốn là gửi tới một cái lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới quý vị đúng như lời à, đúng như đúng như tên phim và tất cả ekip chúng tôi muốn gửi tới và rất mong quý vị xem phim của chúng tôi sẽ thấy cuộc đời luôn luôn đẹp cảm ơn quý vị tối nay cảm ơn quý vị rất nhiều và tối nay sẽ là mà đám cưới của chị gái tôi nên là rất mong là quý vị và tất cả mọi người sẽ địch cùng đến chung vui có quà thì mang quà còn không có không, quà không, đừng thì nói đến... em không chị phải đi vay đấy em nói với à, dạ đám cưới chúng tôi thì vẫn diễn ra vào tối ngày hôm nay thùng thùng đựng phong bì thì tôi cũng để ở hai góc trái của hai bên rồi đấy quý vị cứ đi thẳng vào xong rồi rẽ trái để vào trong thùng đàng hoàng rồi quý vị vào dự đám cưới bình thường xin cảm ơn